Mến chào quý vị đến với kênh Hai Lúa Tiền Giang. Hoa xin chúc quý vị có một ngày mới thật là vui vẻ và thật nhiều sức khỏe. Hiện tại thì Hoa đang có mặt ở khu phố Miễu 3, thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh, để nhóm ba của Hoa tiếp tục cưa những hàng cây dương ở trong quán ăn Song Chi. Nhưng mấy cây này do là nó cao quá và chủ quán sợ đổ ngã nên nhờ ba của Hoa đến đây để cưa đôn đọt lại. Xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi xem ba của Hoa và nhóm sẽ cưa xong những cây dương này như thế nào nha. Hai đứa tập lực quá chi. Trời ơi, cường xuống cái phụ. Từ từ đừng ngã nữa. Cái sợi dây treo thì ba của Hoa đã có treo trước rồi để cưa những cây xung quanh đang nghiêng vào cái chòi của quán ăn á. Cường mẹ không xuống nữa, bạn lính thì đủ việc quá. Ủa cờ lòng anh kia kéo ra. Nắm cái đầu nó gị xuống luôn vậy. Cái này mà dài bữa mà chăm còn ngồi lửa cháy bận thường ngồi nữa. Từ từ áo luôn để lấy cho dù cái này thì ba cũng cưa nguyên cái phần ngọn luôn, nó cột dây ở phía trên và cột dây ở phần gốc nữa, thì cây này sẽ cưa đôn đọt lại còn khoảng 6 mét mấy.
phụ nguyên cái phần phần đọt phía trên mà dài quá luôn, ra tới ngoài đường. Thời buổi giờ vậy chút rồi đâu cần ký tên nữa nghe cần. Lần ta ba của Hoa đi xuống rồi, còn chờ mấy phần nhánh nhỏ nhỏ phía bên dưới để che bóng mát. Bơi sáng. Cái phần trên thì sợ cản gió làm gãy nhánh hư chồi nên chỉ cưa bỏ phần trên thôi. Hồi nãy em Cường hồi nãy ba của Hoa cưa cái phần đọt kia thì cái sợi dây nó bị rút lên phía trên. Em Cường sẵn leo lên phía trên lấy sợi dây rồi đi qua bên cây đó để cưa cho nó bay xuống luôn hai nguyên cái phần đọt này. Cây này thì không có thể làm trụ được rồi. Mấy cây kia thì nghiêng qua bên chiều khác nữa, rất là xa nên nó không có qua bên đây được. Em Cường cưa luôn. Kéo gịch qua bên cây bên đây cho đu qua. Cần giấu đôi dép không Cường? Mỗi lần đi cưa xuống kéo đôi dép nó mất tiêu rồi. Rồi em đu qua luôn. Này cũng xa, cả 2 mét hơn á. Hồ Biến hả? Hồ Biến. Đừng qua bên cây thứ ba là được rồi. Qua cây thứ hai thôi. Trời ơi, nhỏ đi nữa rồi. Trúng cái đầu gối rồi vậy á. Nhỏ đi nữa rồi. Chú ơi. Ra tới ngoài phía bờ biển luôn. Đứng càng xa thì càng có lực hơn. Ôi, tay dài dữ rồi. Rồi, chiếc xe xa xa đằng kia là xe đi cầu nghêu. Ủa, thôi lụ đạn nổ nữa. Đung đung. Mày cắt là ba nha. Ba con Hoa cưa tiếp tục mấy cây hai cây dương nghiêng vào chọi nữa. Thì đây là quán ăn Sông Chi.
bán hải sản tươi sống luôn ở gần mặt biển nữa. Trời hôm nay âm u quá. Thời tiết hôm nay không được đẹp lắm. Trời ơi, nên đó. Nên. Ngay đầu giá cả của chiều đó là. Rồi. Đây quý vị nhìn cái phần cây ba cuốn hoa cưa nè, nó nghiêng hết vào trong cái mái nhà luôn. Trời cũng âm u, cũng đang có mưa lâm râm nữa nên hơi tối, mong quý vị thông cảm cho hoa nha, hình ảnh không được đẹp cho lắm. Cái phần ba của hoa mới cột là của cây dương nhỏ kế bên nữa. Thả xuống mà nó đứng xéo mà cao hơn cái cây 6 mét ở phía trước. Ba của hoa cột dây của cây dương nhỏ rồi, em Cường leo lên để cưa nguyên cái phần ngọn luôn. Ba của hoa thì xa quá cưa không tới. Bà của họ mới lên phía trên để chèn cái sợi dây treo phần nhánh phía bên dưới. Không biết bà của họ có sử dụng cái phần đó để treo cây bên kia luôn không nữa. Phần nhánh cây này nó nghiêng á, nó cũng sẽ dễ tét lắm. Bà con hoa có dịnh cái sợi dây nâng đỡ trọng lực cơ thể lên.
nâng đỡ trọng lượng cơ thể lên để leo lên phía trên. Cái phần nhánh đó là xuống ngay cái chòi có tấm mũ màu xanh xanh phía xa đằng kia kìa. Quý vị có thấy mưa lâm râm mà không? Trời đang mưa. Yeah.
bên kia vừa hên mà vừa xui nữa. Hên là nó không có giặt ba của hoa mạnh mà xui thì không biết sao, không biết kéo xuống nổi không đây. Xả vậy nhiều quá thì nó dướng xuống cái mái nhà nữa. Nó vừa tới cái mái nhà. Leo lúc nhà được, mà cầm tao leo mà cầm. Chưa từ từ hả, lên lấy chứ. Rồi nó xuống rồi. Chịu đi. Dưới dây điện không, công dây điện ở đâu? À đằng kia, gần đằng kia. Chú lên mở công dây điện. Ôi, sợ không tính còn ai mới được. Rồi đi thẳng lại là được rồi đó chú. Con này mỏng quá mỏng. Ôi lỗng mà. Con này tông nhựa. Công dây điện nè. Coi dựng nhánh ở trên đầu kìa chú ơi. Nhìn lên trên. Buông đi con. Có cắm buông đi cốc. Rồi hông. Dương vũ ra cái hông. Ba con hoa cục phía trên nè. Có thể là cưa chờ 6 mét luôn rồi đó. Mà nó đang nghiêng ngược ra phía trong. Mà nói bà cũng hỏi em cửa kéo nổi không cửa. Xong. Tại bự chứ nhỏ đâu. Nhỏ. Tại biết thả lỏng mới chọt vô vừa. xuống đò tay thử coi. Anh Cường nói tay ba của Hoa nhỏ hơn. Của em Cường mới để cái tay chọt vào mới chọt không được. Chung lắm mà. Chữ kìa mà. Bà cũng tiếp tục leo lên cây ở phía trong mái nhà nữa nè. Quý
vị có thấy cây nghiền dữ không? Thì nằm giữa cái chòi luôn, ba cái hoa phải dục vào cái chỗ trống phía bên kia. Dục ra ngoài ngoài mà gió nó tấp vô mấy con. Trời tối luôn. Này nãy giờ ba của hoa thấy mấy phần nhánh ở phía bên đây nè. Cái mái tôn thì nó ve ra phía ngoài cái nữa.
từ từ chịu đi, dịch vô đi, đi, đi xa ra sao được. Nó phụ xong chắc nổi. Ê rồi cắt bớt. Nó ngắm cái đọc bên kia nó mới nhảy xuống được. Rồi xa cho con cắt bớt đi. Má đâu rồi, má đâu rồi. Nó ngắm cái chốt bên kia là nó xuống được. Cái cái chốt này để bên kia nữa mày được. Cái này ba cũng là để cưa sau cùng mấy cây kia. Nếu mà để lại treo cái phần đọt đó thì cũng treo không có qua hết nè. Ôi, tới hôi luôn. Từ từ cái này. Ui. Buông dây bớt anh Hân, buông dây bớt, buông dây bớt. Rồi, rút, lập. Rồi, cái này nè. Xả dây ra chú ơi. Trên cây có sóng nhiều. Hai đứa mình sẽ nghe điện thoại trên cây. Em chịu anh rồi đó. Cô chịu rồi ba ơi. Chắc gì cái này đứa gái nữa không ba. Rồi nhắn nhỏ mà không à. Anh Cường biết ý rồi nên xả dây rất là nhanh. Tới gần mấy con thì thắng lại. Rồi đổ luôn nước, dời luôn nước, thải mấy lóng cây xuống. Rồi múc nước đổ đi anh ơi. Sao bể luôn nước, tức là bể nguyên luôn. À, bạn của hoa cưa khóc khúc từ từ xuống. Ở đây treo treo nó giật mạnh dữ lắm. Hồi nãy cái nhánh nhỏ mà nó giật rất là mạnh luôn. Cái áo đó thì ba cũng hơi cột để cho mồ hôi không có rút xuống phía dưới và cũng có thể giữ được hình bụng ở trong, giữ nội tạng không có lắc.
lắc qua lắc lại. Gách da tay, gách quần hết trơn. Thái Phiên, anh Cường ơi, ba em xuống nghỉ mệt anh Cường ơi. Thái Phiên. Cái gì vậy? Trong ba. Ba cái đồng này. Nói gì vậy? Cho nó giãn gân, giãn cốt, lưu thông mạch máu. Ba ngã người ra vậy có nghe lụp cụp xương luôn không ba? Có gãn đi xương sống ra. Gãn gãn gãn. Lụp lụp. Ủa vậy là cái cây này xong rồi hả ba? Xong rồi, chừa cái nhánh hở đi. Dạ, thì chừa nhánh hở lại. Nó không có bằng nhau, nó tới trên lọt có khi cả mét đâu, chứ không sao. Dạ. 6-7 mét cũng được. Nếu mà chừa nhánh hở rồi. Hồi nãy là ba của Hà ngã người ra để cho giãn gân. Với lại lưu thông máu nữa. Nãy giờ kéo cái chân ngoài cũng đuối. Ba của Hoa và em Cường cũng cưa xong mấy cây dương ở trong khu vực chòi. Còn mấy khu vực ngoài đây nữa. Vì video cũng khá dài nên Hoa xin phép tạm dừng video tại đây. Hẹn quý vị vào những video tiếp theo. Nếu thấy video này hay thì cho Hoa xin một nút like và chia sẻ. Và đừng quên để lại bình luận bên dưới để góp ý cho kênh của Hoa nha. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.